Bình Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ năm ngày 15 tháng 8 năm 2019. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn gồm có tin tức, phóng sự cộng đồng. Trong phần 2 là bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi bản tin quan trọng tối nay. Kính thưa quý vị, thị trường chứng khoán hôm nay đang dằn cò để không bị thuộc dốc. Vào sáng hôm nay, Dow Jones tăng trên 100 điểm, sau đó lại tụt xuống có lúc điểm âm, cho thấy mối lo ngại về chiến tranh mậu dịch và tuyên đoán kinh tế toàn cầu phát triển chậm lại. Đặc biệt, chỉ số giá trị đầu tư thị trường bond có dấu hiệu suy giảm. Theo Bloomberg, các cuộc biểu tình ở Hồng Kông cũng có ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu vì lý do an ninh. Hoa Kỳ hành động phút cuối ngăn chặn Gilbrata thả tàu dầu Iran Hoa Kỳ hôm thứ Năm đã nộp đơn xin tịch thu một tàu chở dầu Iran ở Gibraltar. Động thái đưa ra vào phút cuối nhằm ngăn chặn khả năng con tàu được phóng thích để đổi lấy chở dầu mang cờ Anh đã bị Iran bắt giữ. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Cory Booker hôm thứ Năm cho biết, ông sẽ thành lập một văn phòng tại Tòa Bạch Ốc, chống lại chủ nghĩa da trắng thượng đẳng nếu được bầu. Ông Booker nói thêm, ông cũng sẽ yêu cầu FBI và Bộ Thư pháp ngân bổ cùng mức tài nguyên và sự quan tâm đến bạo lực, lấy cảm hứng từ chủ nghĩa da trắng thượng đẳng. Thượng nghị sĩ tiểu bang New Jersey công bố kế hoạch của mình chưa đầy hai tuần sau khi một tay súng ở El Paso, tiểu bang Texas, giết chết 22 người trong siêu thị Walmart. Trước khi xả súng, tay súng đã đăng tải một ý kiến chống người nhập cư lên mạng. Vụ tấn công là một trong ba vụ xả súng hàng loạt trong một tuần khiến 34 người thiệt mạng. Đài Loan công bố máy bay không người lái cảm tử tại triển lãm vũ khí Đài Bắc. Hôm thứ Năm, Đài Loan đã tiết lộ loại vũ khí mới nhất trong ngành công nghiệp vũ khí của mình, gồm một máy bay huấn luyện, phản lực mới và một máy bay không người lái với chức năng khóa tín hiệu radar và phá hủy các trạm mặt đất hoặc bệ phóng tên lửa trong một cuộc tấn công cảm tử. Máy bay không người lái Jianshan, còn gọi là phi kiếm, là một trong 81 thiết bị quân sự được sản xuất tại địa phương, được giới thiệu tại Triển lãm Hàng không Vũ trụ và Công nghệ Quốc phòng Đài Bắc trong 3 ngày. Đài Bắc đã tăng chi tiêu quốc phòng trước mối đe dọa quân sự đang gia tăng từ Bắc Kinh và kêu gọi Hoa Kỳ bán thêm vũ khí. Máy bay Nga hạ cánh khẩn cấp sau khi bị một đàn chim tấn công. Hôm thứ Năm, một chiếc máy bay của hàng không của Euro Airlines chở 233 hành khách hạ cánh khẩn cấp trên một cánh đồng ngô ở ngoại ô Moscow do một đàn chim mòng biển tấn công phá hỏng động cơ sau khi cất cánh. Người Nga đã ca ngợi cú hạ cánh là một phép màu, theo Reuters. Bộ Y tế cho biết 23 người đã bị thương nhưng không ai bị thiệt mạng sau khi chiếc Airbus 321 rơi xuống cánh đồng phía đông nam Moscow truyền thông nhà nước Nga nói chuyến hạ cánh là một điều kỳ diệu. Còn hãng tin Interfax cho hay có một người bị thương nặng. Hàng không Nhật Bản hủy hàng trăm chuyến bay do bão nhiệt đới. Cơn bão nhiệt đới Krosa đã dán xuống sườn phía tây nam Nhật Bản, khiến hàng trăm chuyến bay và bị dịch vụ tàu tàu cấp ở nước này bị hủy bỏ. Bloomberg đưa tin các dịch vụ giao thông vận tải đã bị dừng lại sau khi dự báo thời tiết cho hay một cơn bão có thể đổ bộ vào thứ Năm, 15 tháng 8, với sức gió 100 km một giờ. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, Nhật Bản đã ban hành lệnh cảnh cáo lũ lụt